Quay lại đây. Mày đi đâu đấy? Hả? Tất nhất mày không ở nhà làm việc nhà, suốt ngày đi chơi, động tí là tớn lên. Mày đi vào nhà ngay, tao đập chết mày rồi. Nhanh cái chân lên. Lau nhà. Lại lau nhà. Sao cả năm đã bắt lau nhà rồi mà đến Tết vẫn phải lau nữa? Sao không tự giặt đi? Tuổi xuân thì ở ngoài kia, tuổi trẻ cũng ở ngoài kia. Thế mà tại sao mình cứ phải ở sau cái cửa sổ này đến lâu, lâu, lâu? Thù hùng lâu ở đâu? Đấy, chưa kể lại còn quả cây quả rau của U mình nữa chứ. Sao U trồng thì U không tự tưới đi? Mà bọn này cũng dở hơi cơ, đã có đất thì cứ thế mà sống, làm sao mà phải uống nước? Mẹ ăn lắm thế, bọn dở hơi. Mày lại ngồi đấy à? Hả? Lau quạt trần chưa? Con lụt này lau kiểu gì? Không phải cầm tiền đây này, ra chợ mua đồ về bày mâm ngũ quả. Tao đập chết bây giờ, nhanh lên. Đồ ăn à? Cũng được. Ê, cha của em ăn gì ngon đấy, xin gì ăn. Nhìn gì? Ở ngoài chợ có rất nhiều đồ ăn, nào là cam quýt, nào là thịt xiên, ôi bánh tráng nướng. Cái gì đấy nhỉ, trông ngon phết. Quả thịt xiên nướng 10k trong bếp lửa đấy nhỉ. Xong cuối cùng thì cũng có được mua đâu, vẫn phải để tiền mua hoa quả mà. Thế xong bây giờ thì sếp kiểu gì? Không sao, đã có chị Google. Giờ đây mình có thể tự tin bày mâm ngũ quả của cả ba miền luôn. Đầu tiên sẽ là miền Bắc. Đây là những loại quả mà chúng ta có thể dùng. Người miền Bắc bày mâm ngũ quả theo thiết ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Cách trình bày truyền thống là chuối luôn luôn được đặt ở giữa, ở dưới cùng để đỡ lấy toàn bộ các quả khác. Chuối tượng trưng cho con cháu sum vầy, quây quần, đầm ấm, hứng lấy may mắn và chở che. Chính giữa sẽ là quả bưởi hoặc Phật thủ vàng, mang ý nghĩa là bàn tay Phật che chở bao bọc cho cả gia đình. Các loại quả khác sẽ được bày xung quanh. Nếu như còn chỗ trống, chúng ta có thể cài xen kẽ quýt, quất hoặc là táo xanh hoặc những trái ớt màu đỏ. Do hoa quả ngày một đa dạng nên là mâm ngũ quả cũng không câu nệ là phải là 5 quả nữa, chúng ta có thể bày nhiều hơn thế. Vậy là đã xong mâm ngũ quả của người miền Bắc rồi, cũng đẹp đấy chứ. Tiếp theo là mâm ngũ quả miền Nam. Dừa nè, đu đủ nè, xoài nè, mãng cầu nè, lại là xoài nè, thêm một quả dứa, lộn, trái thơm. Người miền Nam thì kỵ cúng một số loại trái cây sau do tên gọi của nó, như là chuối thì chuối nhủi, làm ăn không có lên được, lê thì lê lết, táo hay bom thì dễ thất bại, hay quất làm cam chịu thì đều không có tốt đẹp gì hết á. Lý do mà người miền Nam nhất định dùng những trái cây đó là bởi vì họ mong muốn trong năm mới thì cầu vừa đủ xài, nghe na ná giống với mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài. Sau này thì có thêm sung để sung túc hay là trái thơm với mong muốn là con cháu đầy nhà. Mâm ngũ quả của người miền Nam thì thể hiện cái chất bình dị dân dã và hóm hỉnh của họ. Cũng không có khó lắm, vậy là xong rồi. Tết tên. Và cuối cùng sẽ là mâm ngũ quả miền Trung. Hụt rượt miền Trung thì luôn luôn nghèo khó, đất đai cằn cội, khí hậu khắc nghiệt. Quán năm là thiên tai bão lũ liên miên, nên người dân nơi đây thì không có nhiều sự lựa chọn để cố định những loại quả dâng lên tổ tiên. Chủ yếu là có gì cũng đấy, quan trọng là phải đẹp mắt, màu sắc sặc sỡ như là dứa, thanh long, táo đỏ, nho đen, cam, xoài đều được. Bởi thế mà mâm ngũ quả của mỗi nhà thì lại khác nhau. Nhưng có một điểm chung là người dân ở nơi đây sẽ xếp mâm ngũ quả theo hình long phượng hoặc là hình tháp. Muốn xếp được hình tháp, các bạn có thể để những cái chén cao thấp khác nhau ở phía sau thì sẽ tạo được hình mà mình mong muốn. Sau đó xếp các loại quả ở xung quanh sao cho đẹp mắt. Vậy là được rồi.
đã xong mâm ngũ quả của miền Trung. Ten ten. Thế là mình đã bày xong mâm ngũ quả của cả ba miền rồi. Thực ra cũng đâu có khó lắm. Mẹ ơi, con đi chơi đây. À quên đấy. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc mọi người một cái Tết ấm no hạnh phúc và sang năm mới nhiều niềm vui cũng như những trải nghiệm thú vị. Còn bây giờ thì tạm biệt.